A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn Chúng ta cũng đã nghe được tập 1 của hệ thống tà linh à, Chúng ta đã thấy rằng là có những cái sự thú vị riêng Những cái nét đặc biệt rất là riêng Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập 2 Để xem xem nó còn những cái điều gì bí ẩn nữa Để xem xem là cái nhân vật chính của chúng ta sau khi trùng sinh dậy Sẽ mang lại điều gì với cái hệ thống lần này Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví mô mô qua số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ paypal được dán ở phần mô tả của video và hãy nhớ những bạn ở khu vực nước ngoài đã được sử dụng bản thử nghiệm của hệ thống donate bằng super chat và super icon các bạn chỉ cần click vào huy hiệu uh, ký tự ở phần mô tả chatbox khi trên công chiếu hoặc livestream là các bạn sẽ có thể donate được ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 2 của hệ thống 塔林。 Chương 8. Cảnh sát Gagi, tên thật đầy đủ là Gagi Hariko, là một nữ cảnh sát 23 tuổi nhưng dáng vẻ thành thục. Nàng làm cho vị lai có cảm giác như là một nữ cường vậy. Nàng không có mặc cảnh phục, chẳng qua chỉ là mặc một bộ quần áo ấm bình thường, thế nhưng làm cho người ta liếc nhìn cũng cảm giác người này chắc chắn làm những công việc liên quan đến an ninh trật tự. Hariko vừa nhìn thấy Bạch Phạm liền rất nhanh đi tới, sau đó họ đem quần áo sạch đã mang theo đưa cho Bạch Phạm mới nói. "Bạch Phạm, anh lại phát hiện ra hiện trường hung án sao?" Hariko dò xét một hồi hồ nước, nhìn bốn phía, sau đó lại vô thức nói thêm một chữ lại. "Sở dĩ" nói thêm chữ lại này là vì Bạch Phạm này nửa tháng nay đã phát hiện không ít những hung án hoặc những hiện trường vụ án giết người. Tất cả những vụ án lớn nhỏ Sắp xếp đều đã phải đến năm sáu vụ Nhắc đến vị Học sinh vô cùng kỳ lạ Chuyên hấp dẫn những sự kiện linh dị này Mà nó hay có chút đặc biệt Hariko cũng là đặc biệt phá lệ Đem số điện thoại di động cá nhân của mình Giao cho đối phương Ê, chỉ có mình cô sao Bạch Phàm trợn mắt Nhìn sau lưng của Hariko chống không Trên mặt lại hiện lên thần sắc ghét bỏ Này Anh nghĩ không thủ là ai Hariko từ khuôn mặt ghét bỏ này cũng có chút tức giận Nàng run rẩy Phẩy phẩy một chút Sau đó họ Khẳng định là làm ra chuyện không đơn giản Những ngày qua Dính dáng những vụ án Do Bạch Phạm báo cáo này Nàng cũng đã xoay sở đến sức đầu mẻ chán Thậm chí nàng còn đang định Xin thượng cấp chi viện Đương nhiên điều mấu chốt Là nàng đã xem qua những vụ án đều hầu như không thấy những dấu vết gì ở trên hiện trường cả Thế nhưng làm sao mà nó lại cứ rơi vào tay của một học sinh Này ta nói người cái tiểu tử này Suốt ngày không có lo chăm chỉ mà học tập Không có lo mà yêu đương đi Cứ đi như là con thiêu thân ấy Ngươi cho rằng tỷ tỷ của ngươi là đang rảnh rỗi lắm đi làm thêm giờ hay sao Hariko vừa nói vừa đi lên hai bước Lúc này nàng cũng nhìn rõ vị lai đang đứng ở đằng sau lưng của Bạch phàm. Hariko mỉm cười, lộ ra ý vị sâu xa. "À, Bạch tiêu Tử, đây là bạn gái của cậu sao?" Không đợi Bạch Phàm trả lời, Vị Lai cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, dùng âm thanh giòn tan nói, "Đúng vậy, à, tôi 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 là bạn gái của Bạch Phàm đó. Hariko tỷ tỷ, có thể gọi tôi là Vị Lai." Đúng là miệng lưỡi của đàn bà, có thể lừa gạt được cả người cả quỷ. Bạch Phàm nhìn thoáng qua Vị Lai một chút, nhưng cũng chẳng có muốn so đo với nàng. Hắn cũng đi lên nói vào chính sự à, Chuyện này là có liên quan đến sự việc từ 10 ngày trước Tôi liên tục báo những sự kiện giết người đó Ở trong phòng nhỏ Cô đi vào xem một chút đi Được rồi Ta biết rồi Hariko cái mũi hít hít Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi Và những mùi vị khác thường Là mùi vị của thi thể phân hủy Tiếp theo là ngoài ý định Hariko lập tức gọi đồng sự tới để khám nghiệm hiện trường sau đó giữ lại bạch phàm cùng với vị lai đi về sở cảnh sát ghi chép lại một vài điều cần thiết rồi lái xe đưa hai người đến một tiệm giải khát ở gần đó chỉ nhìn vào thủ pháp giết người rất có khả năng chính là cái tên tội phạm biến thái giết người bắt đầu xuất hiện từ độ khoảng hơn một ba tháng trước đương nhiên cũng không có bài trừ là bọn chúng có những nhóm giết người như vậy Tất cả phải chờ xem Sau khi giám định thì sẽ như thế nào Hariko cũng không có suy nghĩ nhiều Mà nói Nàng châm thuốc trước mặt của hai người Sau đó nhai kẹo cao su Mười ngày qua Tôi với cậu đã phát hiện ra những bộ nữ thi thể Cũng giống y như vậy Đối phương đều là dùng ống tiếp Hoặc là gậy tròn Hoặc là hung khí cùn Đập lên đầu của người bị hại Sau đó dùng thủ pháp phẫu thuật vô cùng cao siêu Cắt đi cánh tay Này cậu cậu có gì muốn hỏi không này à tiểu thư có gì muốn hỏi không hariko nghiêng đầu nhìn về phía vị lai đang từ từ giơ tay lên ây cái gì mà 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 khả năng bắt trước cái gì gì đó hariko tỉ tỉ vị lai buông tay xuống tò mò hỏi hariko bật cười Xả dĩ loại trừ khả năng là thủ phạm bắt trước nhau là bởi vì chúng ta cũng chưa có công bố tin tức của tên sát nhân này ra Bất quá ạ à. Sau khi xem xét hiện trường ở đây Đoán chừng tên sát nhân sẽ không quay lại đây nữa đâu Cảnh sát của chúng ta cũng đã rất vất vả Cho nên Có thể để cho cư dân đi qua lại đây Chỉ là nhắc họ cẩn thận một chút Đặc biệt là những nữ sinh Tướng mạo đáng yêu như cô đó Càng phải cẩn thận, vị lai Hariko lại tiếp tục nói Tuy không có biết nguyên nhân là gì Nhưng những người bị hại đa số Là những nữ sinh từ cấp 3 cho đến những năm đầu đại học hai cô tỷ tỷ này, ý, tôi, tôi 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 có bạch tôi tôi có bạch ca bảo hộ đó. Vị lai cũng có chút e lệ, kéo cánh tay của bạch phàm, dùng bộ dáng như là người yêu bé bỏng vậy. vậy là tạm thời chỉ có những tin tức như vậy sao? bạch phàm như lệ cũ cũng không có phản ứng lại với vị lai. có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu biết. bạch tiểu tử cậu phải cẩn thận đó. cậu đã liên tiếp hai lần xuất hiện ở hiện trường rồi, rất có khả năng cậu sẽ bị hung thủ để mắt đó. ờ à, tôi sẽ để ý không có được tin tức gì nữa bạch phàm chẳng qua chỉ khẽ gật đầu đưa tay cầm cốc nước uống sạch à, ngày mai phải đi học đó tôi còn việc xử lý cáo từ thôi đi số tiểu tử cậu đi đâu thì đi đi hariko có chút lắc lắc đầu bạch phàm vẫn luôn là như vậy biểu hiện là vô cùng lão luyện tỉnh táo làm cho nàng thật sự là cũng không thể nào đoán biết được hắn này nhà của bạn trai cô Khi ở trường cũng như vậy sao Hariko cũng không che đậy nữa Mà quay sang vị lai hỏi thăm Ánh mắt của vị lai đào đảo Nghĩ đến biểu hiện của Bạch Phàm ở trường học Sau đó sở lên cái cằm tinh tế của mình Bạch Phàm trước mắt Cũng không thể dùng lời bình thường mà mô tả Cơ bản Hắn và Bạch Phàm trước đây ở trường học Như là hai người khác nhau Hai người trò chuyện một chốc Sau đó cũng chia tay ra về qua lời của Hariko, vị lai cũng biết được Bạch Phàm ở bên ngoài cũng không muốn để người ta biết về những khả năng của mình. Giống như là Bạch Phàm trầm lặng ở trong trường học vậy. Đây là điểm có lẽ là giống nhau duy nhất giữa hai Bạch Phàm trước đây và bây giờ mà vị lai đã biết, là hỗ trợ cảnh sát khi phát hiện hiện trường giết người, thậm chí còn giúp đỡ cảnh sát truy bắt kẻ tình nghi. Khi nghe Hariko nói đến, Bạch Phàm đã từng dùng tay không khống chế một hung thủ Phạm tội ác đến cực điểm Nguy hiểm vô cùng Vị Lai không nhịn được mà trận đôi mắt đẹp Nàng không thể nào nhớ nổi Trước đây ở trong trường Bạch Phạm luôn tỏ ra là một kẻ trầm lắng Thậm chí là yếu đuối Vậy mà tay không hống khống chế được hung đồ Vị Lai đối với những tin tức này Mà Hariko kể ra lại có chút chờ mong Bởi vì sắc trời đã dần tối Hai người trao đổi số điện thoại Sau đó là Hariko lái xe Đưa nữ sinh này về nhà mấy ngày tới đâu phải để ý nếu không đừng có để bị liên lụy là tốt nhất những ngày gần đây ai cũng phải để cao cảnh giác dù sao hôm nay cô cũng đã xuất hiện ở hiện trường rất có thể sẽ bị hung thủ để mắt tới nhớ kỹ chỉ cần thấy một người hình dáng khác thường nhất định là cô phải gọi điện thoại cho tôi ngay tôi sẽ đến cảm ơn Hariko tì tì vị lai đứng ở trên một tòa nhà ba tầng lễ phép vẫy tay từ biệt Hariko đợi cho đối phương chạy xe rời khỏi tầm mắt nàng lúc này mới thở ra một hơi bắt đầu lần chìa khóa thật sự là một tin tức tốt đó hay à bạch phàm thì ra còn có một mặt như vậy tâm tư của vị lai bắt đầu cảm thấy vui mừng trong lòng lại dâng lên một sự hiếu kỳ không ngừng được mà tuôn ra ở bên cạnh mình vậy mà lại che giấu một kỳ tài làm sao mà nàng không có hứng thú được rốt cuộc lần được chìa khóa vị lai mở cửa nhà ra Nàng đem dép lê để ở bậc cửa. Ở trong phòng đã tối om om. Ở trên lầu 2 truyền đến tiếng của toilet, ngoài ra tiếng nước chảy tí tách đó thì mọi thứ đều là yên tĩnh, một sự yên tĩnh mà bỗng nhiên làm cho nàng cảm thấy hơi có phần đáng sợ. Thế nhưng đây cũng là đương nhiên. Cha mẹ của vị lai luôn luôn đi làm đến tận khuya mới về, trong nhà cũng rất là vắng người như vậy. Một màn bình thường Bỗng nhiên làm cho vị lai chợt sững lại Tay chân của nàng Lạnh lẽo như là bị thò vào trong hầm băng Một cỗ hàn khí Bỗng nhiên sọc thẳng lên trên đầu Làm cho nàng run run dày dày Là Là có người Có người đã từng đến đây Là sao Đại hung trong nhà đã từng có người nào đó tới Tuy nó đại thể Là cũng không sai biệt gì lắm So với lúc nàng ra khỏi nhà Nhưng có một số chi tiết là vẫn được để lại dấu vết Vị Lai vốn dĩ là một tiểu nữ sinh tò mò Hàng ngày Cho dù nàng đi ra khỏi nhà Thì cũng phải đem dép lê đi trong nhà của mình Để lại trình tề Chứ không phải là những cô gái lung tung Vứt mọi thứ tán loạn một chỗ Dường như tủ giày của mình cũng bị người ta động qua nàng mẫn cảm lại không cảm giác được hay sao trong phòng ánh sáng mờ mờ làm cho sự sợ hãi bắt đầu lan tỏa lòng bàn tay của vị lai mặc dù lạnh buốt nhưng lại đổ mồ hôi cảm giác sợ hãi tự hồ làm cho nàng quay đầu lại muốn chạy ra khỏi nhà thế nhưng vị lai lại cắn chặt răng không động đậy một đôi mắt to bắt đầu quét qua mọi nơi ở phía sau là ngọn đèn cửa dưới ánh đèn nhìn ra bên ngoài ánh sáng lạnh lẽo ở trên hành lang không có ai cả thậm chí còn chẳng có lấy một bóng quỷ ảnh tất cả chỉ là bóng tối vô cùng dường như đang muốn nuốt chửng lên nàng vậy nàng cứng rắn đè xuống nỗi sợ hãi ở trong lòng rồi từ 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 từ, từ đưa tay mở cửa ra trong thoáng chốc toàn bộ ánh đèn tự động được bật sáng trưng xua tan đi bóng tối vị lại cũng chưa từng cảm thấy ánh đèn trong nhà mình lại thân thiết như vậy đến bao giờ nàng trực tiếp mặc luôn áo khoác đi vào bên trong nhà bên tay trái là phòng khách và dãy thang lầu sâu hun hút ở lệch chỗ phòng khách có bày một bộ sofa ở phía đối diện là tivi ở bên phải góc tường là một cái điều hòa cây giờ phút này Điều hòa đang mở gió lạnh, làm cho cả căn phòng đều tràn ngập hàn ý vô cùng quỷ dị. Quả thật, đúng là có người đã tới đây. Hơn nữa, đối phương cũng không thèm để ý. Vị lai biết rõ hắn đã tới. Điều khiển của điều hòa để ở trên khay trà bằng thủy tinh, chỉ có điều Vị Lai cẩn thận cầm lấy điều khiển điều hòa từ xa. Sau đó, ở mặt sau của điều hòa Đối phương đã dán lên những lưỡi dao bằng kẹo cao su Những lưỡi dao sắc bén tỏa ra hàn quang lập lòe Hắn cũng không thèm để ý đến thủ pháp của hắn sao Hắn đơn thuần là muốn biểu đạt ác ý Hay là hay là hành động thị uy với mình Xuyên thấu qua những lưỡi dao long lanh kia Nàng tự hồ có thể tưởng tượng ra Đối phương công khai xâm nhập vào nhà mình Sau đó dò xét rồi rời đi Hắn muốn biểu đạt là chờ ở trong nhà cũng vô dụng Mà kệ đối phương có ý đồ gì Nhưng mục đích của hắn xác thực là cũng đã chuyển tới thông điệp Vị lại đối với mọi sự đều rất hiếu kỳ Nhưng cũng không chứng minh được là nàng không sợ hãi Trong tình huống này Trong óc của nàng vô thức hiện ra một bóng người Là Bạch phàm Người kia bây giờ ra sao? Có lẽ ngày mai tìm cơ hội hỏi hắn một câu vị lai ngồi ở trên ghế salon thần kinh căng thẳng rốt cục được buông lỏng bất kể như thế nào hôm nay cũng đã đạt được mục đích kế tiếp có lẽ còn xảy ra vài chuyện nhưng ít nhất là hôm nay đã an toàn thế nhưng nguy hiểm vẫn ở một nơi đâu đó gần đây ở trong một bóng tối bên con ngõ đối diện có một bóng người dùng đôi mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà này ở bên trong vị lai cũng không có phát giác ra Thế nhưng mồ hôi lạnh của nàng qua giây phút sợ hãi vừa rồi đã thấm đẫm cả lưng áo. Anh, anh đã về. Bạch Mỹ đứng ở cửa, liền kêu lên ân cần, hỏi thăm, làm cho Bạch Phạm giật mình. Bạch Mỹ hôm qua sau khi đi thăm chùa cùng ca ca của mình, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần lại không ít. Nàng bởi vậy cũng phát hiện, kỳ thật Bạch Phạm cũng không có quái gở như trong tưởng tượng của mình chẳng qua hắn chỉ là trầm mặc kiệm lời một chút nhưng tóm lại bạch phàm vẫn luôn là một ca ca ôn hòa của mình hôm nay tới thăm viếng trong dòng người hỗn tạp nếu không phải bạch phàm một mực nắm tay của nàng nàng đoán chừng cũng không biết bị đoàn người ấy lôi đi tận đâu bạch phàm đưa nàng đi đến chỗ rút thăm quẻ đây là lần đầu tiên từ khi cha qua đời nàng được đi chơi như vậy bạch mỹ vận khí cũng không tồi rút thăm được trung cát nhưng đến cuối cùng vận khí của bạch phàm lại không tốt hắn rút thăm được quẻ đại hung thần là người sinh ra ở nhật bản cho nên bạch mỹ lần đầu tiên trông thấy cái quẻ đại hung này mà người rút được quẻ đại hung lại thấy rất bình thường ở bên trên dùng bút lông viết gặp chi nhân không được gặp làm cho sự tình không được thành suy nghĩ mọi thứ tính toán đều vô căn cứ Tuy nói Bạch Phạm cũng không thèm để ý Nhưng hôm nay Bạch Mỹ về nhà sớm Đã tỉ mỉ đem quẻ thăm kia Sau đó Đem ấn ký gặp lại thành hình một cái bùa tam giác Để ở một góc trên mái hiên Để mong là đuổi đi Cái cái hung, hung sát Cầu lấy phúc đức Hy vọng là thần linh có thể bảo hộ anh trai của mình Nữ sinh bao giờ cũng có những ước mong cầu nguyện như vậy trông thấy em gái sắc mặt của bạch phàm nhu hòa xuống một chút hắn tự tay tháo khăn quàng cổ à anh đã về đó ca, ca nước ấm đã, đã xong anh có muốn đi tắm rửa không ê bạch phàm đối với sự sắp xếp của bạch mỹ cũng không có gì dị nghị hắn cúi đầu thay dép lê ánh mắt ngưng tụ hắn vô cùng bình tĩnh hôm nay có người đến nhà của chúng ta sao mỹ là vừa rồi có 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 vị chuyển phát mang đến Bạch Mỹ lấy từ trên tủ giày ra một thùng giấy nhỏ Khuôn mặt khả ái Hiện lên một vòng kỳ quái Em em cũng không biết là gì đâu Nhưng mà đây là gửi cho anh nữa Cho nên em không có mở ra Bạch Phàm khuôn mặt lạnh lùng Tiếp nhận lấy thùng giấy Cảm giác được sức nặng trong thùng giấy Nội tâm của Bạch Phàm bỗng nhiên Cũng thoát một cái Vật này cũng không vội mở ra Miễn là để hù dọa Mỹ Hắn bình tĩnh ôm thùng giấy đi lên lầu Sau đó cất kỹ rồi lại đi xuống Hắn nói với Bạch Mỹ một câu Sau đó Bạch Phàm vào nhà tắm Toàn bộ người ngâm vào trong nước nóng Cảm giác ấm áp Làm cho hắn thật sự là vô cùng dễ chịu Nhiệt khí nổi lên Làm cho hắn rất thoải mái Quả nhiên là có một muội muội đàm đang Cũng không tệ Nàng biết rõ người cần thứ gì Trong tưởng tượng như vậy Là những thứ mà ở kiếp trước hắn không có Ở kiếp này hắn lại có một muội muội như thế Ây da thật là tuyệt vời Hơn nữa Bạch Phạm bỗng nhiên nghĩ đến lời của vị lai nói là kẻ trộm nội y. Còn mẹ nói chứ, cái tiếng này thật sự là cái tiếng để đời mà. Hắn xác định bây giờ thật sự là hắn không quá để ý, nhưng nghĩ đến tên Bạch Phạm kia trước đây lại đi làm cái sự tình ăn cắp nội y, đến bản thân mình cũng không thích cái hành động như thế. Tắm nước nóng xong, Bạch Phạm thay quần áo ngủ ra khỏi phòng tắm. Bạch Mỹ đang ở phòng khách nhìn hắn không chớp mắt bạch phàm cũng không có quấy giày nàng hắn nhẹ nhàng đi lên lầu đem cái hộp kê mở ra hẳn là cái đó hắn nhìn lên cái thùng giấy mặt không đổi sắc sau đó đem cây dao dọc giấy bắt đầu cắt ở trong cái hộp giấy có một thứ đang nằm đó ở đối diện chính là mười móng tay trắng nõn những ngón tay này đã được rửa sạch sau đó nhìn lên trên, chính là một cái cánh tay, một cánh tay người hoàn toàn hoàn chỉnh, giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Bạch Phàm cũng giật mình, vì vừa nhìn thấy những thứ này hắn đã cảm thấy tê dại cả da người. Thủ pháp phẫu thuật tách cánh tay quá hoàn hảo, từ những khớp xương cho đến những đường gân, những thớ thịt. Chương 10. Tokyo lạnh lẽo. Đối phương không biết là thị uy hay có ý gì khác. Bạch Phạm căn bản cũng chẳng quản. Thế nhưng, bất kể là về Mỹ hay là về mình, nhất định là phải bắt tên gia hỏa điên rồ này. Đối phương công khai được cánh tay tới nhà mình, cái này là kêu ngạo. Muốn nói với mình là đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn rất có thể sẽ dễ dàng vào nhà của Bạch Phạm. Đương nhiên là sẽ làm với Bạch Mỹ như làm với những nữ sinh đã chết. Bản thân Bạch Phạm thì không sao, mấu chốt là ở Bạch Mỹ. Ngày mai mình còn phải đi học để Bạch Mỹ ở nhà như vậy không an toàn. Bạch Phạm đã quyết định một lần nữa gọi điện cho Hariko. Bây giờ đã là 8 giờ tối, ở bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, ở trong TV bắt đầu truyền đến những chương trình truyền hình chào đón đầu năm mới. Này, à, khí trời như vậy là đi uống rượu là tốt nhất đó. Này, tại sao, tại sao cậu, ấy, thật là phiền toái đó. Hariko có chút khó chịu uống một ngụm bia, nàng rõ ràng là uống tương đối nhiều. Nhưng bạch phạm cũng không có nói đạo lý với nữ nhân này. Hắn chẳng qua chỉ đem là cái hộp giấy kia giao cho Hariko. Đây là. Ánh mắt của Hariko chớp chớp hiện lên hàn mang. Mang về xét nghiệm một chút đi. Hẳn chính là thi thể của nữ sinh hôm nay đó. Cái cánh tay này vừa gửi đến nhà tôi. Bàn rượu rung lên một cái. sắc mặt của Hariko đại biến. Cùng lúc đó, hai vị cảnh sát đang ngồi chờ ngoài xe ô tô liền vọt vào. Lời bọn họ còn chưa có nói xong Hariko đã chửi ẩm lên Này không phải là tôi bảo các anh Ở ngoài đó trông cho hay sao Tại sao lại ngồi ở đây cút ra ngoài cho tôi Chờ tôi đó Trực tiếp cho các anh về trường cảnh sát Đi học lại phải không ờ, ừ, Dạ dạ Hariko tức giận Chút lên đầu của hai viên cảnh sát đáng thương Khuôn mặt quỷ khuất cúi đầu Sau đó lại đi ra ngoài khuất vào trong bóng đêm Hariko cũng không rảnh để quan sát Hai người cảnh sát kia nữa liền cong cong môi sau đó trợn mắt nhìn bạch phàm trầm giọng Lạc là, là cậu bị theo dõi à bởi vậy tôi mới xin cô điều động nhân thủ đến bảo vệ em gái tôi đó bạch phàm lo lắng tôi biết rồi đối với yêu cầu này hariko cũng không có gì ngoài ý muốn cả bạch phàm cùng bạch mỹ đang bị kẻ tình nghi theo dõi vô luận hình dáng như thế nào cảnh sát nhất định là đều có lý do để bảo vệ họ tôi sẽ phân ra bốn người đặc biệt bảo vệ cậu và và mỹ, à, nữ cảnh sát là bốn người tất cả đều bảo vệ em gái tôi là được rồi, không phải lo cho tôi. Ngữ khí của bạch phàm rất bình tĩnh, làm cho hariko thật sự không hiểu dùng mình một cái. Một cậu thanh niên còn chưa có trưởng thành hết, lại quản cả những vụ án giết người vô cùng kinh khủng, lại đưa ra cái yêu cầu không cần người bảo vệ mình hay sao? Thế nhưng bạch phàm vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng lông My vẫn trầm trầm, chẳng lẽ là vì kẻ đó uy hiếp người nhà mình mà tức giận hay sao? Haruko lần đầu tiên cảm nhận được Bạch Phạm Tâm tình chấn động như thế. "Này, đừng có tùy hứng, Bạch Tiểu Tử, đây không phải là một chuyện mà một cậu học sinh như cậu có thể giải quyết được đâu." Haruko nhíu mày. "Tôi mặc mà kệ cậu, có học không thủ đạo hay không, có học võ công của Trung Quốc hay không, có học bất kỳ biện pháp tự vệ nào hay không?" Nhưng đối với một tên cuồng ma giết người không chớp mắt như vậy Một mình cậu đối phó họ. À, mẹ quanh năm đi ra ngoài Tôi là chủ nhà Tôi thật sự lo lắng cho Mỹ Vì người nhà tôi Tôi có thể tôi có thể chỉ trông chờ Cô đồng ý với thỉnh cầu của tôi Thế thôi Những thứ khác cô không phải lo Hariko kinh ngạc Nhìn chăm chú vào Bạch Phạm Bạch Phạm ngẩng đầu Ngồi lưng thẳng tắp Trong tròng mắt màu đen Tựa hồ có hào quang lập lòe vì người nhà Hariko có một cảm giác khó hiểu Mình dường như không phải là đang đối thoại với một học sinh vậy Mà như là đối với một người trưởng thành Một gia chủ vô cùng thành thục Một người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió Rất bình tĩnh Huống hồ Bạch Phàm này nói ra những lời cũng rất là chững chạc Làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi Người đó, cái tiểu tử này Hariko lại thèm thuốc lá Nàng sột soạt lấy ra bao thuốc lá trong người sau khi châm thuốc lá rồi cầm theo chai bia cứ thế mà uống nàng đứng lên đi ra khu đằng sau quầy rượu bạch phàm đi theo sau một hồi hít hít hà hà lạnh lẽo hari trả sát bàn tay sau đó cũng không quay đầu lại mà nói này có phải là cậu muốn bảo vệ em gái của cậu thật tốt Bạch Phạm cũng không trả lời Thôi được rồi Hỏi cậu cũng chẳng có được đáp án đâu Tôi chẳng hỏi nữa Điếu thuốc lá đỏ rực Trong đêm mùa đông lạnh lẽo Trông rất chói mắt Hariko cũng không có hình tượng phụ nữ gì cả Ngồi ở bên cạnh quầy rượu Bỏ mái tóc ngắn ra Cái khí khái của nàng vô cùng đẹp đẽ Làm cho người ta cảm giác Nàng quả thật là một nữ cường nhân Nàng liếc qua nhìn bông tuyết bay múa đầy trời Toàn bộ lâm vào trong hồi ức trước đây tôi cũng có quen một người Hề, cũng nói một lời y hệt như cậu đó nàng hít một hơi thuốc lá dài đó là chuyện từ rất lâu rồi chỉ có điều người kia cũng không phải là hoàn toàn giống như cậu đâu cô cũng không có tự tin mà lại có chút ngốc nghếch mơ hồ à là một vị tiền bối đúng không ngoài ý định bạch phàm đứng ở trong bóng đêm yên lặng nói tôi hiểu cậu thì hiểu cái đếch gì Hariko bất mãn, bởi vì Bạch Phàm đã cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Nàng thô lỗ thở ra một làn khói, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên thần sắc khó nói. Không phải bi thương, cũng không phải là không quên đi được, chỉ đơn thuần chỉ là hồi ức. Người kia rõ ràng là còn có cha mẹ phải phụng dưỡng, anh vậy mà lại chết đi. Tâm tình của Hariko đột nhiên kích động. cậu có biết không? Trong một lần làm nhiệm vụ là truy xét một đám tội phạm ma túy đó, bên trong sở, cân nhắc bởi vì cô ấy là phụ nữ, cho nên các đồng nghiệp cũng luôn chiếu cố cô một chút. thế nhưng, có lẽ cô ấy tính tình kiêu ngạo, cô ấy lại không đồng ý ở chỗ an toàn, mà vẫn cứ xông pha. kết quả, cô chết rất thê thảm. Hariko cười như méo thì Thảo nói, nàng quay đầu nhìn lại, ở trong màn khói thuốc lá trắng như là xương hôm nay bàn đêm trong trèo ở trong màn đêm lập lòe mấy ánh sao bông tuyết cũng đã bắt đầu dừng không rơi nữa ở tokyo rất ít khi có thể nhìn thấy một màn đêm sâu thăm thẳm trên tiết trời đẹp như vậy vào mùa đông này nàng thở dài ngẩng lên trời sao giống như là một dòng sông ngân hà lưu động đêm nay cũng giống hệt đêm của 6 năm trước chúng tôi đi đến vịnh Tokyo Nơi phát hiện ra thi thể của cô ấy Nhắc tôi cũng buồn cười Không hiểu tại sao Tôi có cảm giác Là người đó vẫn luôn ở bên cạnh tôi Hariko Sờ sờ khẩu súng lục dắt ở bên hông của mình Sau đó Lại dốc ngửa cổ uống một ngụm bia Điếu thuốc lá cũng dần dần lệm đi Không khí tịch mịch Âm thanh trầm trầm của bạch phàm vang lên Người đó tên là Kazawa Yuga đúng không? Là một mỹ nhân tóc dài xinh đẹp. Không sai. Cô cảm giác rất đúng. Cô ấy đang ở bên cạnh cô. Là một mực vẫn luôn đi theo bờ bạn với cô đó. Hariko giật mình quay lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bạch phàm ở đằng sau lưng. Nàng có chút thật sự là giật mình. Không thể hiểu nổi. Một hồi nàng thở hắt ra Thực sự là tôi cũng rất muốn cô sống lại Nhưng đó chỉ là ước vọng thôi Hariko lại châm một điếu thuốc lá khác Nhưng lúc này Nàng lại không có hút sâu Nàng chỉ đem thuốc lá cắm xuống dưới tuyết Khói thuốc quanh quẩn Hariko đưa tay Đem đổ bia xuống dưới tuyết trắng nà Nếu như thực sự cô còn ở bên tôi Vậy Cô có thể trông năm cái tên tiểu tự kỳ quái này được không?" Hariko lại ngẩng đầu. Ở bên kia, trên không trung, loáng thoáng những bông tuyết vẫn còn đang rơi xuống nhẹ nhàng. Hariko tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp, nàng đang nhìn mình, vẫn cứ nụ cười trong sáng ấy. Hariko hoảng hốt. Bầu trời vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua có vài bông tuyết đang bay bay. Bầu trời của Tokyo đêm nay là như vậy, cũng không khóc, cũng không cười không có cảm xúc gì cả chỉ là hariko vẫn đứng đây chương mười một hộp thư riêng sau khi khuyên can kỳ kèo mãi hariko cuối cùng mới đem điều động các nhân thủ sắp xếp bảo vệ cho bạch mỹ thế nhưng mặc kệ bạch phàm nói như thế nào nàng vẫn phái một người đi theo bên cạnh hắn dù sao bạch phàm về nhà cũng ở cùng với em gái cũng được mọi người kia bảo hộ chỉ có điều cảnh sát bảo hộ cuối cùng là vẫn phải có thời gian đó bạch phàm dai dai huyệt thái dương cùng lắm là một tuần lễ nếu như không có vấn đề gì cảnh sát sẽ rút lui cho đến lúc đó hắn sẽ tự bảo vệ bạch mỹ nhưng điểm này quả nhiên là bạch phàm cũng không có phải lo lắng lắm bởi vì với năng lực của hắn và hệ thống ở trong người đương nhiên hắn hoàn toàn có thể khống chế được cục diện thời gian là một tuần lễ đó bạch phàm gật đầu trong lòng của hắn mơ hồ cũng đã có tính toán riêng bất quá bây giờ muộn như vậy cũng không phải là cơ hội để thực hiện cái ý nghĩ vừa nảy sinh trước tiên đem mấy cái tấm hình phát lên trang chủ cộng đồng đi để mọi người để ý một chút bạch phạm đưa ra ý kiến của mình sau đó hắn tiếp tục dùng màn hình để chỉnh sửa ở trên điện thoại cái trang chủ cộng đồng tiếp theo hắn bắt đầu điều khiển là đồ thị quái đàm vụ sở nhìn qua ở trên tiêu đề ở bên dưới còn cẩn thận phân loại là những sự kiện linh dị mà bạch phàm đã phân tích để gia tăng độ tin cậy ở bên dưới bạch phàm còn mở ra những ảnh chụp ở thế kỷ 21, vốn dĩ là thời đại internet lúc đó bạch phàm đương nhiên là hiểu sâu điểm này có thể tận dụng như thế nào ở trên mạng thu thập tài liệu cho nên rất nhiều người có khi chẳng cần ra khỏi nhà cũng nắm được những tin tức khắp nơi. Lần đầu tiên, Bạch Phạm đi vào tòa hung trạch có quỷ ở trong tấm gương. Hắn cũng đem chụp lại, sau đó up lên trên phần mềm. Xem ra, nhân số trên trang chủ càng ngày càng nhiều. Bằng vào hắn trải qua những hình ảnh kia, khiến cho Bạch Phạm coi như là một người trẻ tuổi có một trang chủ internet lưu truyền rộng rãi của mạng xã hội. Lần đó, thời điểm Bạch Phàm sử dụng điện thoại của Bạch Mỹ cũng đã thấy chính là nàng đang xem video trên trang chủ của mình. Đương nhiên, trong mỗi tấm hình, trong mỗi video, Bạch Phàm cũng không có quay hình ảnh của hắn. Mà toàn là hình ảnh âm u, ma quái, miễn cưỡng có thể trông thấy gò má của hắn, đoán chừng cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ, để cho người ta không thể nào nghĩ ra đây lại chính là Bạch Phàm những người trẻ tuổi thường sự truy cầu sự kích thích sự đặc biệt cho nên có rất nhiều người quan tâm ghé vào trang mạng xã hội của riêng hắn để lại những bình luận này ê à ở phía trước có năng lượng kỳ dị đó còn mẹ đó chứ ở một phút ba mươi giây xuất hiện cái gì đó đó ê ê ai nói cho tôi biết lão nương tôi sợ đến mức tột cùng sẽ cả một bên vũ kìa ê à có quái gì đó này 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 chủ video có thật sự là 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 cái mà chúng ta đang nghĩ hay không nhưng mà nhưng mà cái này có thể làm bằng Photoshop đó. Cái tên ở trên, ngươi bị ngu à? Photoshop làm sao mà có thể chỉnh sửa được video? Ở thì căn bản là phần mềm tương tự như Photoshop. Rất nhiều, rất nhiều comment hoảng sợ. Thậm chí có những người lại nói rằng là Bạch Phạm là lừa gạt. Thế nhưng Bạch Phạm cũng phát hiện, những kẻ nói mình lừa gạt, căn bản là những ID này cũng chỉ là hàng fake mà thôi. Tiêu chuẩn là hắn vẫn được rất quan tâm. Bởi vậy, Hộp thư cá nhân của Bạch Phàm Mỗi một ngày phải đến 7 tám chục tin nhắn nhắn tới Bạch Phàm bị những sự việc này quấn thân Căn bản là cũng không có thời gian rảnh rỗi Để kiểm tra các hộp thư Cho nên thường xuyên Trong hộp thư của hắn luôn luôn báo phun Đầy Có rất ít người hỏi về thân phận của Bạch Phàm Có một số người muốn hỏi Những sự kiện kinh dị, linh dị Mà hắn quay video chụp ảnh lên Xảy ra ở đâu Thậm chí Có một số nhân sĩ chính nghĩa tức giận Mắng Bạch Phàm là đem những sự kiện này để câu like câu view càng có một số những tổ chức những đoàn hội mang tính chất chuyên nghiệp hoặc là những công ty đầu tư muốn tìm đến bạch phàm hy vọng có thể mời hắn gia nhập ở trong các mạng xã hội muôn hình muôn vẻ bạch phàm nhanh chóng nhìn quét xuống dưới có một tin tức xuất hiện sự hấp dẫn sự chú ý của hắn tôi có một việc mong là chủ tốt giúp cho nếu như mà chủ tốt trông thấy Thì xin liên lạc với hòm thư của tôi Ở bên dưới Kèm theo một chuỗi ID của hòm thư Thời gian là khuya ngày hôm trước Ánh mắt của Bạch Phàm tiếp tục xem Chủ tốt Chuyện này là rất quan trọng Hy vọng cậu có thể nhanh chóng hồi đáp Hòm thư của tôi là Xem thời gian Chính là đêm qua Lúc này Bạch Phàm bắt đầu buông con chuột Ngả người ra ghế ngồi Ý định đi nhà vệ sinh Vậy mà hộp thư lại đang nảy ra một cái tin mới Chủ tốt lo lắng thân phận của tôi sao yên tâm tôi không phải là kẻ tình nghi chẳng qua gần đây bạn bè của tôi gặp một vài sự kiện bất khả tư nghị bất kể là lộ phí hay là chi phí ăn ở chúng tôi có thể thanh lý sau đó trả thủ lao tuyệt đối cũng không để cho cậu thất vọng hòm thư của tôi là bạch phàm cạn lời hắn đem hòm thư tắt đi thở ra một hơi nếu như có thời gian có thể giúp một chút thì hắn sẽ không có cự tuyệt chỉ có điều gần đây Tâm tình của Bạch Phàm cũng không tốt Không có thời gian đi xử lý những việc vặt Xác thực Có thể gửi cho đối phương một cái bưu kiện Chỉ cho đối phương vài thứ Bạch Phàm tiện tay Lên chuẩn bị một cái bưu kiện Sau đó Nói rằng gần đây mình đang bận một chuyện khác Tạm thời không thể phân thân đến Hắn có thể đem sự tình kia Gửi lại bên này Để xem xem là Bạch Phàm có thể đưa cho hắn một vài lời khuyên Viết xong hòm thư Bạch Phạm ấn vào nút gửi đi Rồi tắt máy tính Rồi đi ngủ Ngày mai đi khai giảng đó Thật là mệt mỏi mà Sống lại cũng vui Thế nhưng mà có những thứ cảm thấy mệt mỏi ghê đó Làm bằng một vài câu Sau đó Bạch Phạm leo lên trên giường nằm 7 giờ 30 sáng Bạch Phạm ăn bữa sáng đơn giản xong liền bắt đầu lên đường Tiến về trường học Kinh Bắc Dọc đường đi Bạch Phạm mẫn cảm Cảm giác được đằng sau mình có người đi theo Có lẽ chính là viên cảnh sát Mà Hariko đã sắp xếp Bạch Phạm lắc đầu khoác theo ba lô Cũng không quan tâm đến đối phương nữa Đi thẳng về phía trước Hôm nay vầng mặt trời hiếm hoi xuất hiện Nhưng vì tiết tuyết động còn chưa tan Cho nên có cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt bạch phàm thở ra khí lạnh đi về phía trước bây giờ còn sớm ngoại trừ một vài người phải đi làm sớm ra thì đại bộ phận vẫn còn đang ở trên giường sưởi ấm áp ở trong hơi ấm cùng cái giường có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất bạch phàm đi sớm cũng là có lý do riêng trong đầu của hắn cũng không có bất kỳ những ký ức nào về bạn học của mình vì thế tránh để những hiểu lầm bạch phàm quyết định đến trường học sớm một chút xem cụ thể tình hình như thế nào đáng tiếc đây không phải là sau kỳ nghỉ xuân bằng không thì trực tiếp đổi một lớp học khác tình huống sẽ tốt hơn nhiều đỡ vất vả bạch phàm mở ra bút ký liếc mắt trên phần tin tức là học sinh ban thứ nhất ờ à, không được qua kỳ nghỉ xuân vậy là lên lên ban thứ hai chiếu theo những chỉ dẫn trong trường học bạch phàm thoải mái bắt đầu tìm được lớp học ấy à, xem ở đây là biết rồi nhìn lên những cái bàn học dường như là đen xì xì giống như bị người ta đốt sắc mặt của bạch phàm dường như vặn vẹo đem bỏ ba lô ra ok kìa, bạch phàm đã lâu không gặp à, chúng ta đi ra ngoài tâm sự nhìn đối phương ánh mắt nhướng nhướng bạch phàm trầm mặc một hồi nhẹ gật đầu chương 12, ngoan ngoãn Ở trong đồ thư quán của trường Kinh Bắc Ở trong một cái toilet nhỏ nhỏ Ê, Đừng có đánh Ta xin người các, các, người đừng có đánh Đánh nữa sẽ chết người đó Tôi có tiền Tôi có tiền Tôi có toàn bộ tiền mừng tuổi Ê, Tôi có mà tôi có thể đưa hết cho các người Toàn bộ đưa cho các người đừng có đánh nữa Ê, à, Bạch phàm Tôi sai rồi tôi sai rồi Tôi phan xin cậu đừng có đánh Đừng có đánh nữa Ba người đang bị Bạch phàm đánh cho mặt mũi bầm dập Ở bên cạnh còn có cả tia máu Nhìn qua thê thảm vô cùng Bọn họ vốn dĩ là dựa theo lệ cũ Muốn bắt nạt Bạch Phàm Kết quả không nghĩ tới Cả ba người bị Bạch Phàm đánh nằm lăn ra đất Không có dậy nổi Thậm chí đánh mặt mũi sưng như là đầu heo Đây là lý do mà Bạch Phàm đang buồn bực trong người Lại gặp ba cái tên này Tiện thể chút giận Hắn dừng tay Kỳ thật hắn cũng không muốn so đo với mấy cái tên học sinh này Dù sao bạo lực cũng không phải là có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ có điều mặc dù bạo lực không giải quyết được nhưng vẫn có thể quyết đoán số phận của bọn này lúc trước ta đã hỏi các người có phải là muốn chọc vào ta không à, nếu như ta động chạm gì ta có thể xin lỗi nhưng các người lại muốn động thủ với ta âm thanh của bạch phàm lạnh như băng truyền tới để cho ba người nằm ở trên đất co rúm gió lại trên người bọn họ truyền đến đau đớn vô cùng thật sự là đau đến nói không ra lời bạch phàm nói đúng như vậy ngay từ đầu hắn vẫn vô cùng thỏa hiệp. Bị bọn họ lôi đến toilet, sau đó là bọn họ bắt đầu động thủ. Cho nên Bạch Phạm không thể nào không ra tay. Lại nói đây là Bạch Phạm hay sao? Chẳng lẽ Bạch Phạm còn có huynh đệ sinh đôi hay sao? Mà tại sao hắn dường như là một người khác vậy? Ba người nằm ở trên đất bắt đầu nháy mắt với nhau ra dấu. Lúc này âm thanh lạnh lùng lại truyền tới. Ta có vấn đề muốn hỏi các cậu đây. Nếu như không trả lời thành thật, ta đánh tiếp đâu ba người kia lơm lớp lo sợ quay đầu nhìn bạch phàm lộ ra thần sắc nghiêm túc bọn chúng méo mó cười ừ, ừ, cậu cậu hỏi đi ở bên ngoài kia tung tin đồn là tôi đi lấy trộm nội y của nữ sinh chuyện này là thật hay là giả ừ. vậy mà bạch phàm lại hỏi chuyện này nói chuyện bất lương cho nên khuôn mặt tràn ra kỳ quái có thể thấy bạch phàm chắc chắn là sẽ đánh bọn họ nếu như bọn họ không có nói ra. Ê, ban đầu là Hoshino. Là Hoshino nói, chúng tôi không có liên quan đâu. Là, là bọn họ hãm hại cậu. chi tiết của chuyện này, cậu là người trong cuộc cậu thấy rõ ràng nhất mà. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một bọn nào, một nào khác muốn gây phiền cho tôi. Bạch Phạm trầm mặc một hồi lại hỏi. Ê, cũng không, không... Tên kia khóe miệng giật giật, nội tâm cũng mơ mơ hồ hồ. Câu hỏi của Bạch Phàm Dường như là đang hỏi chuyện của người khác Chứ không phải là hỏi về chính bản thân mình Nhưng để tránh không bị đánh Hắn tiếp tục sắp xếp lắp bắp Kỳ thật là Hoshino Vẫn vẫn cứ giao tiếp với bọn Sosuke Lại <laughs> là, là nhiều lúc còn, còn công bố chuyện tình cảm Vừa vặn Họ bạch nhà cậu Đụng chạm vào cho nên Hoshino đem tất cả nước bẩn này dội lên đầu cậu Sosuke tiền bối Bởi vì chuyện này cũng cũng đem họ bạch nhà cậu thành ra như vậy lần này quả nhiên là mình đụng phải người rồi thì ra là như vậy bạch phàm trầm ngâm một tiếng sau đó cũng mặc kệ mấy tên đang nằm la liệt đứng lên đi ra khỏi toilet chuyện nội y này đã biết rõ chân tướng bạch phàm có đầy đủ lực lượng để đi đối mặt với bọn kia tuy nói ý, đời trước của hắn quả thật đã làm những sự tình gì thì hắn không biết thế nhưng đời sau hắn nhất định phải xử lý lấy trộm nội y của người khác đây là một cái chuyện đáng khinh bỉ như thế nào thế nhưng ít nhất là bây giờ mình không còn là hắn của trước kia nữa cho nên mình sẽ tẩy sạch quả thực là thiếu máu trong thiếu máu xét ở trước phương diện trường học tính tình của tên bạch phàm đời trước quả nhiên là quái đản cho nên bị người ta ghét bỏ cũng phải thôi một lần nữa tiến vào trong phòng học lúc này hầu hết học sinh đều đã đến bạch phàm ngồi về chỗ của mình bầu không khí thoáng một chút thay đổi ở sau lưng đã có người chỉ trỏ hắn cũng có người ngồi bên cạnh hắn xì xào tán gẫu sau đó thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười nhạo xem ra tình huống cũng không có đơn giản như mấy cái tên kia nói mình đã hoàn toàn bị cô lập tại đây chẳng qua bạch phàm coi như là cũng thỏa mãn với tình huống hiện tại không có bạn bè cũng không sợ bị người ta phát hiện ra sơ hở gì cũng không cần hao tâm tổn trí phải đối phó với cái đám học sinh đang thời kỳ tò mò này đây cũng là một sự kiện đáng mừng đối với bạch phàm sau khi trùng sinh ngay khi hắn nghĩ như vậy ở bên cạnh đột nhiên chuyển đến âm thanh này à bạn bạn học bạch là là bài tập mùa đông nó vừa rồi bạn học mizuki đã đến để thu qua hình như là quên bài bài tập của cậu đó à cảm ơn cậu nhắc nhở bạch phàm đem bài tập mùa đông lấy từ trong ba lô ra thuận tiện nói cảm ơn ngồi bên cạnh bạch phàm là một tiểu nữ sinh tóc cắn cắt ngang chán có chút hơi bắt đầu dài chạm vào mắt nàng hiển nhiên không lường trước được cái tên lạnh lùng cô độc đang ngồi bên cạnh mình vậy mà lại quay sang cảm ơn mình nàng sững sờ vội vàng quay đầu sang chỗ khác à, à, không không có gì đâu động tác của nàng rất nhanh tựa hồ như là sợ bị bạch phàm bắt chuyện vậy bạch phàm cũng không để ý hắn chẳng qua là lấy bài tập ra đứng lên chuẩn bị đi đến văn phòng để nộp về phần vị đồng học mizuki kia kỳ thật trong nội tâm mọi người đều rõ chỉ là bịa ra lừa người gạt quỷ để trêu chọc bạch phàm mà thôi bạch phàm vừa đứng lên liền có âm thanh quái gở truyền đến này đồng học bạch lập tức sáng sớm đã gặp rồi hiện tại ra ngoài gặp người ta sẽ tạo thành phức tạp đó sợ rằng người ta lại bảo là cậu đi ăn trộm cái gì đó Nói chuyện là một nữ sinh tóc ngắn Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Phàm Một bên Hiện lên một nụ cười khinh rẻ Bành một tiếng Nữ sinh tóc ngắn bỗng nhiên trợn mắt há mồm Nhìn đến đồ vật lao thẳng đến trước mặt mình Ấy chính là một cái bục giảng Bị loại vật này đập trúng Không đơn giản như là sẽ sưng cục u trên đầu hay sao Nàng khó khăn Chống đỡ được cái ghế lui về đằng sau Sắc mặt thoáng biến đổi Cậu không phải là bạn học Mizuki sao? Âm thanh của bạch phàm truyền đến. Lúc này, Mizuki Nomi mới thực sự kinh hãi nhìn một màn này. Chỉ thấy cái bàn hình vuông bị bạch phàm nắm ở trong tay, nhấc bằng một tay, dừng sát trước mặt của nàng. Nếu như mà bị cái đồ vật to lớn này đập vào mặt, thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu như bàn tay của bạch phàm run run mà buông xuống, ngay bây giờ sẽ ra sao? Dù sao chắc chắn, không phải chỉ là biêu đầu, sứt chán, không phải chỉ đơn giản như vậy. Tất cả thành viên ở trong lớp đều sợ hãi nuốt nước bọt. Lúc đó, vị lai vừa đến cửa, vừa vặn trông thấy một màn này, nhìn thấy động tác tự hồ như là tiện tay của Bạch Phàm vị lai cũng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Nàng vô thức che miệng của mình, âm thanh khiếp sợ cũng vang lên. Ngoan đó, biết nghe lời lắm. Chương 13 Hắc ám bị trôn giấu Bạch Phàm mặt không đổi sắc Buông luôn nguyên cả một cái bụng dạng to như vậy Đặt xuống đất làm cho các thành viên ở trong lớp cũng chấn động. Nếu như bạn học Mizuki cảm thấy bây giờ tôi ra ngoài không tiện lắm, vậy bài tập của tôi, phiền bạn học Mizuki nộp lên. Bạch Phạm thò tay vỗ vỗ lên vai của Mizuki Nomi. Tôi cũng không muốn nghe thế là bài tập của tôi bị mất hoặc là bị rơi ở đâu đâu. Yên tâm, tôi là một người hiền lành cũng sẽ không làm gì với các nữ sinh đâu. Ng người hiền lành mizuki nomi nuốt một ngụm nước bọt sau đó nhìn bạch phàm đặt cái bục giảng về đúng chỗ cũ của giáo viên đứng dốc sức gật đầu cũng không dám nói một lời phản đối ý tứ của bạch phàm không chỉ là nàng mà mọi người ở đây đều hiểu nhìn mặt mũi của những người này ở thời điểm này dường như là bọn họ đều hiểu hết và đang run sợ đúng như vậy bạch phàm cũng không phản đối việc sử dụng bạo lực bởi vì bạo lực không thể giải quyết vấn đề nhưng lại có thể giải quyết người tạo ra vấn đề bạch phàm cũng không để ý tới đương nhiên cũng không nhân nhượng bất kỳ kẻ nào bộ dáng vừa rồi của bạch phàm đã khắc sâu vào trong mắt của các nữ sinh làm cho nội tâm của nàng hơi run rẩy nhưng rất nhanh một lần nữa nàng cúi đầu cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì bạch phàm cũng không có chú ý hắn quay lại chỗ ngồi một lần nữa ngồi xuống thì một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa ra vào chính là camia vị lai này Bạch Phạm, Bạch Phạm Nàng phất phất vẫy tay với Bạch Phạm Vừa nháy nháy mắt Để cho Bạch Phạm có thể chú ý Lại có học sinh kinh ngạc Này, không phải là năm thứ ba vị lai sao? Đây chính là một người nổi danh ở trường học Không riêng gì là văn thể Mỹ Tất cả đều vô cùng song toàn Thành tích cũng là một trong danh sách Những học sinh đứng đầu toàn trường Lại còn có dung mạo xinh đẹp Một người tướng mạo ngọt ngào như vậy Đối xử với một, mọi người lễ phép như vậy coi như là một muội tử nữ thần ai mà không thích ngoại trừ đối phương hay nói những thứ kỳ quái lại đam mê những thứ quái dị đến mức cuồng nhiệt nói chuyện với mọi người cũng không hề che giấu làm cho người ta cảm giác hơi sợ thì camilla vị lai quả nhiên là chát tuyệt so với những người khác nghe nói có mấy tiền bối ở cấp trên thậm chí vì nàng mà đã đánh nhau bè bét này Thật thật hay là giả vậy Là là Camilla của năm thứ ba Vậy mà quen biết Bạch Phạm ấy à, không thể nào đâu Cái tên kia cái, cái tên đầu đất đó họ Tiếng bàn luận lại truyền lên Làm cho vị lai có chút biểu môi khinh thường Những học sinh này quả nhiên Không biết là bọn họ đang chọc vào ai Thế nhưng đối với nàng mà nói Cũng không nhất định không là chuyện tốt Những người này hiện tại ghét bỏ Bạch Phạm Mà lại không có phát hiện ra tiềm lực của đối phương Thế nhưng vị lai lại biết rất rõ nếu như vậy Vậy để cho nàng trở thành bạn tốt của Bạch Phàm đi Ánh mắt của nàng đảo đảo Ở trong lòng Có một ý tưởng nào đó Nhưng bởi vì bây giờ là thời gian tập trung buổi sớm Nàng chỉ có thể nói với Bạch Phàm Phàm Ở giữa trưa tôi đợi cậu đó Đến lúc đó à, Có thể cho tôi một chút thời gian chúng ta nói chuyện Sau khi để lại những lời này Vị Lai nhanh chân quay về lớp của mình Cả lớp ở lại một mảnh xôn xao những câu nói của vị lai không thể nghi ngờ làm cho bầu không khí dường như bùng nổ camilla vị lai nữ thần của trường học lại chủ động hẹn hò với bạch phàm với cái tên gia hỏa như khúc gỗ này ở đây cũng không ai tưởng tượng ra nổi sợ rằng mùa đông lạnh lẽo như vậy mà lại còn có dưa hấu mà ăn hay sao bạch phàm cũng không có phản ứng với bầu không khí trong lớp hắn quay đầu lại bạn học ma cô vừa rồi cảm ơn cậu trong lúc vô tình hắn liếc mắt qua mới nhìn được tên của bạn học này là Mako Hitomi. Mako Hitomi cũng không ngờ Bạch Phàm lại cảm ơn mình một lần nữa, sắc mặt hiện lên đỏ bừng. Nàng lý nhí, đè thấp âm thanh. À, à không sao đâu, bạn bạn học Bạch. Trong giọng nói của đối phương, nghe ra cũng không có vẻ chán ghét. Bạch Phàm tự hỏi, có lẽ Hitomi này cũng trong tình trạng bị cô lập. Có lẽ Bạch Phàm cũng nên lúc nào đó nói chuyện với nàng một chút thật sự là có lỗi đó Đã gây phiền toái cho cậu Không, không, không phải là vấn đề đó đâu Hitomi sắc mặt đỏ bừng lên Nàng biết là Bạch Phạm hiểu lầm à, chúng, chúng ta như là những quái nhân đó, Là đều bị mọi người chán ghét Cho nên vừa rồi tôi, tôi mới nhắc nhở cậu là là bị rơi ấy Âm thanh nhẹ nhàng mềm mại Làm cho Bạch Phạm không nhịn được Ánh mắt của quái liếc nhìn sang Hitomi Hắn mỉm cười nói Bạn học ma cô Hiện tại chẳng phải là chúng ta đang rất là hoan nghênh sao? nếu như nói là chán ghét, hắn mới là người bị người ta chán ghét. không không phải là vấn đề đó, mà mà là vấn đề của của, của tôi đó. tôi 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 thật sự là đen đủi đó. động tác của Hitomi dùng sức khoát khoát tay áo. tất cả mọi người tiếp xúc với tôi đều như vậy đó. đều đều là sinh các chuyện thậm chí có những người phải đi nằm viện đó. Hitomi nói trong nội tâm dâng lên kỳ quái. nàng nhớ rõ. Trước kia người bạn cùng bàn của nàng đã nói qua những chuyện này Chắc chắn là tại sao mà hôm nay lại Bạch phàm lại như là lần đầu tiên nói đến Còn có sự tình kỳ quái như vậy sao Từ nhỏ đã như vậy Ở trong nhà của tôi Có rất ít người tiếp xúc với tôi Bởi vì vận khí của tôi luôn đen đủi Nói đến đây Hitomi ho khổ khổ Nàng ở trường học rất ít khi nói chuyện Hôm nay nói nhiều như vậy Nàng cảm giác như là cổ họng của mình đau rát một lọ nước được mở nắp đưa qua cảm ơn hitomi cầm lấy nước uống một ngụm mới phản ứng liền nghẹn ngào thật thật xin lỗi bạn học bạn học bạch Phạm tôi 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 sẽ đưa tiền lại cho bạn để để trả tiền lọ nước à, chỉ là lọ nước thôi đâu có gì đâu bạch Phạm trầm ngâm một chút nhìn hitomi từ chỗ nàng vừa ho có những sợi tơ đen quấn quanh quẩn không thôi những sợi tơ này không giống như oán niệm sợi tơ màu đen này giống như là tà ác vậy Nương theo không khí bắn ra khi Hitomi hô hấp Bắt đầu chuyển động Có tin tức lạnh lùng truyền đến Đã phát hiện lời nguyền quái dị Loại nhiệm vụ Là hắc ám vùi sâu Ở trong lòng Hệ thống nhắc nhở Bạn trong trường học bị một lời nguyền bao phủ Tất cả những ai gần gũi với nàng Đều bị vướng phải những điều xấu Bất hạnh Tất cả đều dáng lên đầu cô bé đáng thương này Sinh mệnh chi hỏa của nàng Bị lời nguyền này lung lay sắp đổ Điều ngươi cần làm Là đem lời nguyền này khai quật ra Đem hắc ám lại loại trừ Điều kiện hoàn thành Loại trừ lời nguyền Nhiệm vụ ban thưởng Là vô độc x3 Con mẹ nó chứ Lại có nhiệm vụ Bạch Phạm có chút kinh ngạc Hắn chỉ là đơn giản tiếp xúc với Hitomi chốc lát Vậy mà lại có thu hoạch hay sao Chỉ có điều Bạch Phạm chăm chú nhìn Những sợi hắc tuyến kia Giống như là còn đang leo trèo muốn bấu lên thân thể của mình Còn mẹ nó chứ Lại còn tính ăn mòn Bạch Phạm tử khí lập tức tụ vào trong mắt Ở tử khí phóng đại Những sợi hắc tuyến kia cũng đều hiện ra hết Những hắc tuyến không ngừng ngọ ngoại Mà muốn chui rút vào trong thân thể của hắn Có lẽ đây cũng chính, chính như là lời của Hitomi đã từng nói Tiếp xúc quá lâu Vận khí dần dần sẽ kém đi Bạch Phạm Dùng tử khí bằng mắt thường không thể nào thấy Bắt đầu bắn ra bao phủ lấy hắc tuyến Ngay khi hắc tuyến giống như những động vật sống Đang vạn vẹo Bị đánh tan thành mây khói bởi tử khí Nhắc nhở Ngươi đã hấp thu lời nguyên Tử khí tổng sản lượng của ngươi Đã tăng lên một chút Hmm. Bạch Phạm trong mắt lộ ra kinh ngạc Lại còn có chuyện tốt này Hắn nhìn sang Hitomi Cái Đồng tử màu đen của hắn lóe lên hứng thú Cảm nhận được ánh mắt của Bạch phàm, Hitomi bỗng nhiên rụt cổ lại Chương 14 Vận khí đen đủi của Hitomi Tổng sản lượng của tử khí Chỉ có thể thông qua việc hệ thống hấp thu oán linh mà gia tăng Cho dù là hiện tại Tổng sản lượng tử khí của Bạch Phàm cũng không quá 70 trên 70 mà thôi. Thế nhưng sau khi hấp thu ở trên người của Hitomi, Bạch Thàm rõ ràng trông thấy bảng báo chỉ số ở trên mặt hệ thống hiện lên 73 trên 73. Chỉ là hấp thu một đám lời nguyền, vậy mà cộng lên được 3 điểm. Không thể xem thường 3 điểm này, tổng sản lượng của Bạch Phàm không quá 70, tăng lên 3 điểm đối với tử khí toàn thân của hắn. Cũng không thể phả bảo là không lớn được thời điểm này bạch phàm rất muốn nói với vị lai một câu ta rất tò mò nhưng cân nhắc hắn với hitomi cũng không phải là quá thân quen chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này giữ ở trong lòng so với những suy nghĩ của bạch phàm hitomi đang bị nhìn chằm chằm mới có thể nói là bất an vừa rồi mình có nói gì sai sao tại sao bạn học bạch lại cứ nhìn chằm chằm mình như thế nàng lơm lớp lo sợ lắc lắc người bờ môi tái nhợt nhìn trông có chút điềm đạm lại có vẻ đáng yêu Lúc này Một cô giáo trung niên từ bên ngoài đi vào Sau khi kiểm tra lại nhân số Lên tổ chức để cho đám học sinh Đi ra sân vận động Để tham gia vận động buổi sớm Hitomi nhẹ nhàng thở ra một hơi Nàng vội vàng đứng lên Như muốn trốn tránh ánh nhìn của hắn Và của bạn bè cùng lớp Chẳng qua là mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy xuống Làm cho Hitomi như muốn khóc Bởi vì Bạch Phạm lập tức gắt gao đứng lên đi theo nàng. Bộ dáng rất bình tĩnh lãnh đạm khác biệt với trước đây, hơn nữa trong mắt của hắn dường như lập loè, trong mắt của bạn học còn nhìn hắn như là lãnh khốc vô tình, họ nhìn hắn giống như là nhìn tên sát nhân vậy. Hitomi vốn dĩ là một cô gái rất nhút nhát, bởi vì cô gái đã mang tin đồn là một kẻ đen đổi cho nên cũng chẳng ai muốn đi cùng nàng bình thường nàng đi đâu đến đâu cũng chỉ là lủi thổi một mình ở trường học căn bản cũng chẳng ai muốn nói chuyện gì với nàng cả lần này bị bạch phàm đem ý đồ bất chính nhìn mình chằm chằm như thế hitomi thật sự là muốn khóc cho đến lúc đi đến đoạn vắng âm thanh của bạch phàm vẫn cứ vang lên bên tai này có làm sao vậy bạn học hitomi là thân thể không được khỏe sao có cần tôi đưa bạn đến phòng y tế không vừa mới đi qua từ trong khu nhà học nhìn thấy ở bên phòng y vụ không có ai Bạch Phạm mỉm cười Tôi xem có vẻ như là cậu bị thiếu máu nữa Bạch Phạm thấy Tommy đầy đầu mồ hôi Vẻ mặt tái mệt Có chút ân cần hỏi thăm Hitomi cảm giác bây giờ thoáng một chút Là đã thấy bất thường Bạch Phạm đưa tay chỉ chỉ phòng y tế Ở đằng sau nói Hitomi cũng không nghe rõ Lỗ tai lùng bà lùng bùng Môi của nàng run rẩy, Toàn thân run rẩy nàng rõ ràng nhìn thấy trên mu của bàn tay của bạch phàm còn dính một chút vết máu như là thiên lôi bạo phá hitomi nuốt một ngụm nước bọt suy nghĩ cái cái quái gì vậy tay tay của hắn là dính máu hôm nay hắn bắt chuyện với mình dường như hắn biến thành một người khác vậy là hắn muốn đưa mình đến phòng y tế, là là vì mình biết bí mật của hắn, hắn hắn muốn giết giết người diệt khẩu như trong chuyện nhưng trong chuyện thám tử lừng danh con Conan tốc độ đi của Hitomi vốn dĩ là chậm bị bạch phàm nhìn chằm chằm trong nội tâm trột dạ đi lại càng chậm dần dần tách ra khỏi đám học sinh lại thêm hai người vốn dĩ như là người vô hình ở trong lớp học thiếu đi cũng chẳng ai phát hiện ra bạn bạn học bạch hitomi bỗng nhìn nức nở xin anh xin anh tha cho tôi tha trong nội tâm của bạch phàm dâng lên kỳ quái không biết hitomi muốn biểu đạt biểu điều gì không lẽ nàng sợ đến phòng y tế trên thế giới này cũng không ít những người làm bị mắc chứng bệnh sợ hãi phòng bệnh viện hoặc là y tế trước đây bạch phàm với tư cách là nhà nghiên cứu hóa học lại nghiên cứu về ngành y cũng đã rất quen mắt bạch phàm tựa hồ Bộ dáng như đang chăm chú suy nghĩ, nước mắt của Hitomi đã tràn cả ra. Người này thật sự là có lẽ không muốn buông tha cho mình. Thấy bộ dáng bi ai của Hitomi, Bạch Phạm lắc đầu, dứt khoát lên đi theo nàng. Nếu như đối phương sợ hãi đi không nổi thì mình sẽ bế nàng về phòng y tế. "Này, này, tôi tôi xin lỗi bởi vì tôi đã trêu chọc vào, vào cậu." Âm thanh run rẩy của Hitomi lại vang lên, một đôi mắt to tràn đầy lo sợ. "Tôi tôi tôi gây ra chuyện gì Ây à, Cái cô bé này không lẽ sợ đến mức choáng váng hay sao Nói lên thiên cái gì vậy Bạch phàm quay lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hitomi Thế nhưng trong mắt của Hitomi Lại giống như là tên đồ tẻ Đang nhìn một con lợn chuẩn bị bị chọc tiết Nàng cảm thấy tay chân lạnh bút Nàng muốn chạy Nhưng chắc chắn là chạy sẽ không thoát Vậy thì cứ để như vậy đi Hitomi rốt cuộc bắt đầu đi vào trong tòa nhà Là bước vào khu vực của vận động Đến lúc này, nàng mới khôi phục lại tinh thần, nhìn về bốn phía, những bạn học khác đã đứng nghiêm chỉnh, hiệu trưởng ở trên đài cũng đã ngồi vào vị trí. Hitomi cũng giật mình, lập tức nhìn thấy Bạch Phàm ở bên cạnh giơ tay. "Ờ, à, thật là xin lỗi, thầy giáo, bạn học Hitomi là có thiếu máu một chút, có thể để cho bạn ấy ngồi đằng sau không?" Thiếu máu? Nhìn bộ dáng của Bạch Phàm trao đổi với giáo viên, Hitomi há hốc mồm, muốn nói gì. Lại nhắm chằm chằm mắt lại Một cảm giác mờ mịt hiện ra Thì ra là bạn học bạch Lo lắng thật sự cho mình mới nói ra như vậy Có lẽ mình đã trách nhầm hắn Hitomi không nhịn được Lầm bầm một câu mà rụt cổ lại Bạch phàm đưa Hitomi Đến hàng cuối ngồi cho đỡ nắng Hitomi bở môi giật giật là, là Cảm ơn bạn học bạch à, Là việc nhỏ thôi Bạch phàm nhún vai Nếu như thiếu máu mà đứng ngoài nắng Thời gian dài sẽ gây choáng váng Cân nhắc đến tình huống của Hitomi đặc biệt Bạch Phạm đương nhiên là cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh nàng Dù sao cũng chỉ là một giây một lát Tử khí của hắn có thể sẽ tăng từ 73 lên đến 80 Thế nhưng đạt đến 80 Tốc độ tăng trưởng của tử khí lại chậm đi rất nhiều Bạch Phạm cũng là rất hài lòng Có thể tăng lên đến 20 điểm tổng tử khí Đây cũng coi như là tiến độ vô cùng Bởi vì hấp thu hai oán linh sơ đẳng trung cấp Bất quá mới chỉ được 15 điểm từ khí. Cảm thấy mỹ mãn, Bạch Phàm thử mở ra bảng hệ thống. Liếc qua, sau đó họ nhìn sang bên cạnh. Này, bạn học mi là bị thiếu máu bẩm sinh sao? Tôi nhìn sắc mặt của bạn tự hồ có chút kỳ quái. Tôi, tôi không có bệnh thiếu máu đâu. mi tinh tế nói, sắc mặt của tôi trời sinh đã trắng như vậy đó. Người nhà đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra đều không có kết quả gì. Bệnh viện ngược lại còn hỏng mấy cái dụng cụ đó. À, đây là do cái vận khí đen đủi nó quấy phá. Vận khí của tôi luôn luôn không tốt. Hitomi nhỏ giọng, Tự hồ như không muốn để người ta nghe thấy. Từ chín năm về trước đã như vậy. Tất cả những ai cứ gần gũi với tôi đều gặp các loại bất hạnh, mất tiền chỉ là nhỏ. Sau đó dần dần, có những người mất nhiều thứ hơn, thậm chí còn tai nạn, trên đường đi còn gặp phải sự cố giao thông. Đó tất cả mọi người đều nói là lỗi của tôi, nhưng tôi thật sự đâu có biết gì đâu. Ở trong trường học còn có người khi dễ tôi. Sau đó, những người đó đều bị đưa vào trong bệnh viện. Lúc đó tôi mới bắt đầu tin tưởng là do vận đen của tôi lây sang cho người khác. Ở trường học Kinh Bắc này, Hitomi đã sớm biến thành một người vô hình, bởi vì chẳng ai muốn gần nàng cả. Thậm chí đi qua nàng, người ta còn tránh né. Tất cả đều tin là Hitomi là một kẻ mang đến điểm xấu. Nhưng đây mới là thật sự. Bạch Phạm nhìn thấy những sợi tơ đen đang quấn quanh Hitomi, nhạy bén. Hắn nắm được những điểm mấu chốt trong lời của nàng nói. 9 năm trước, chắc chắn đã phát sinh điều gì đó mới khiến cho Hitomi thành bộ rắn như vậy. Hắc ám vùi sâu này là có ý gì? Không lẽ Hitomi hiện trạng là do ai đó gây ra hay sao? Bạch Phạm cao mày suy nghĩ, chắc chắn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ này đây là một nhiệm vụ mà chắc chắn là phải hoàn thành không chỉ là vì điểm tử khí của hắn mà còn là vì người bạn học đáng thương này hết chương 14. hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.